Hi, xin chào tất cả quý vị các anh chị cùng toàn thể bà con. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tất cả mọi người về cái cách chọn quạt làm sao vừa tiết kiệm về tiền đầu tư, tiết kiệm về điện và phù hợp với cái phòng của mình. Đây, trong này là ba cái quạt mà tôi sẽ giới thiệu là lựa chọn như thế nào và làm sao. Ví dụ như với cái dòng quạt này, mình cứ tạm gọi nó là nhà sản xuất tư nguyên là 40 lít nước thì sẽ phù hợp với cái phòng bé mà có diện tích tầm 10 mét vuông, trên dưới 10 mét vuông. Thứ hai là hai cái quạt này có thể tích thiết kế là 60 lít nước, phù hợp với căn phòng khoảng 15 đến 20 mét vuông. Thì tại sao hai cái này nhìn nó như vậy thôi mà lại cùng là 60 lít nước, mà tôi lại để từ đây đến đây, tức là số tiền tư vấn từ đây đổ lên đây, hai cái này bằng về thể tích nước, nhưng cái này sẽ hơn. Nhìn thì nó to nhỏ vậy đấy, thế nhưng mà cái độ thiết kế và những cái chất lượng thì lại không bằng cái này, thế nên là cái này có giá rẻ hơn. Thì vì thế mà tại sao trên thị trường nhiều cái hàng nhìn nó to thế mà rẻ thế, thì chính là câu trả lời ở đây ạ. Thì tất cả những cái này đều có cái thiết kế rất là bắt mắt, rất là tiện lợi cho cái người sử dụng. Tuy nhiên thì với những cái dòng như đây là dòng đắt tiền, thì trong cái tính năng thiết kế của nó cũng rất là hiện đại và chất lượng. Thế đây là cái dòng nhỏ cũng có thiết kế rất là mát mẻ. Thì để đi vào chi tiết này thì tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn một cái clip mà cụ thể cách sử dụng cái quạt này trong chương trình sau. Xin chào các bạn.